Chào các anh em đang xem kênh miền Tây Solar ha. Thì vừa rồi mình đã làm một video test đèn JD bộ JD 60W để gửi cho anh Châu ở Bình Dương ha. Đấy thì một lát nữa mình sẽ đóng đóng mốt đồ lại đàng hoàng rồi mai gửi. Đó còn bây giờ thì mình sẽ tiến hành thực hiện bộ JD 300W mọi người. Mọi người thấy không? JD 300W ở đây thì mình bắt cái này lên để sáng hơn dễ quay phim ha. Đó. Để cho mọi người thấy cho rõ đó. Thì ở đây là bộ JD 300W nè. Đó, mình đang lấy đèn JD 300W đằng kia đang rọi ở đây cho nó sáng ha. Thì cái tấm pin này là tấm pin 55W mọi người, 55W. Và cái đèn này là 696 chip LED ha. 696 chip LED SMD 5730. Và bộ pin lưu trữ là 40 Ah, 40 Ah. Tấm pin là 55W. Mình báo cấu hình lại cho anh em nghe ha. Thì bộ ray rồi ha, đây rồi. Ở đây thì cái bộ hai cái JD 300W này gửi đến ông chú ha, chú ở ở Tầm Du Châu Thành ha. Thì ở quê quê mình cho nên mình đem tới nhà luôn, giao tới nhà luôn. Và sẵn nó lắp giùm chú luôn, tại chú không có thời gian ha, công việc nhiều. Đấy là chú cũng lớn tuổi không có tiện leo lên đó. Cho nên là mình lắp giúp chú luôn. Thì đó, hai tấm pin 55W, hai cái đèn, một cái đèn nằm đó với một cái đèn đang chiếu sáng đó. Thì mình quay video này mục đích là để giới thiệu với mọi người lại cái JD 300W, cái mà mình bán rất là khủng khiếp trong thời gian gần đây ha. Hàng bao nhiêu về cũng hết rồi mọi người. Đó lý do là mình bán cái này là 1.450.000. Và giá thì rất là ok, mình không có nâng giá cho mọi người, giá vẫn là 1.450.000. Cái giá cũ mấy năm nay nha. Đó, chip LED thì 696 chip LED. Bộ nhớ lưu trữ là 40 Ah, pin là 55W, tấm pin khá là to luôn nha, tấm pin rất là to, các bạn thấy không? Rất là to, vô cùng to. Ở đây thì cái đèn nó để hơi xa cho nên nó hơi tối, các bạn thông cảm. Tại bữa nay không có người cầm ha. Thì bây giờ mình sẽ test độ sáng thực tế cho mọi người xem để anh em coi rõ hơn nữa. Những anh em mà đã có ý định mua rồi mà hôm nay cứ do dự á, chưa mua thì xem độ sáng ha. Đây mình sẽ rinh cái này đi nè. Cái này là cái anh bắt hồi nãy giờ, thấy không? Thì mình không có rinh nổi một tay cho nên là mình không có đưa lên cao được nha mọi người, mình chỉ đưa thấp thấp cho mọi người xem thôi. Đấy, đây JD 300W nha mọi người, thấy không? Đó, mình ra cái khung cảnh cũ để test cho mọi người xem cái độ sáng của nó nè, bạn thấy không, nó chá lên nè. Ở đây mình cầm thấp nha mọi người, không cầm cao nổi ha, nếu mà cầm cao phê lắm nha. Đây mình tạm thời để nó lên đây nè, đấy đi cho mọi người xem ha, độ sáng của nó nè, thấy chưa? Đấy. Đó. Đây. Đó, bạn thấy không? Cực kỳ là ok nha mọi người. Đó. JD 300W nha. Đây bạn thấy không? Này. Ở đây thì bữa nay có mình cho nên là cầm cái đèn cũng không có được hay lắm. Chứ đúng ra người ta phải được cao lên nha các bạn. Cao lên như nè. Đó, cao thẳng lên khoảng 4 mét mấy á. Đó thì bạn thấy không? Ok không? Đấy. Mình vô nhà cho các bạn nè, thấy nè. Nếu mà này treo trong nhà thì quá sáng luôn mọi người. Nè, thấy không? Đấy, JD 300W đang nằm trong nhà nha mọi người. Mọi người thấy nó sáng một cái khu vực. Khiếp không? Đấy, ở đây có con tay thì mình lấy nét không được nha mọi người. Thông cảm nha. Thấy không? À, bởi vì đây là lý do mà JD 300W bán rất là chạy nha mọi anh em. À, có lý do hết nha. Chất quá, chất nè. Nhiều người đã mua JD 300W về rồi. Người ta còn quay lại mua nữa nha các bạn. Nghĩa là người ta mua rất là nhiều lần luôn á. Mua rồi về rồi quay lại mua nữa. Có nghĩa là người ta đã rất là hợp ý với lại cái ánh sáng của đèn JD 300W rồi đó. Nè. Ánh sáng ok chưa? 696 chip LED nha mọi người. 696 chip LED. Đấy. Đèn này thì cháy một đêm là dư sức nha mọi người. Người thấy không? Ở đây mình cầm nó hơi cẩu thả cho nên là thấy nó sáng lên tới ngọn vú sữa luôn à. Này. Sáng lên tới bên kia. Đấy. Một tay khó lấy nét quá ha. Anh em thông cảm nha. Đây. Đây. Sáng lên kìa. Đây. Phủ rộng rất là rộng nha. Bữa nay không ai cầm phủ hết, vất vả quá. Đây. Phủ độ rộng rất là rộng luôn nè. Thấy chưa? Đây. Thì anh em nào mua JD 300W thì nhanh chóng liên hệ mình. Đó. Anh em thấy rồi đó. Rất là ok luôn nha. Anh em liên hệ với mình để giữ được cái giá cũ ha mọi người. Thì mình vừa nhập thêm một mớ JD 300W về phục vụ anh em nữa.
chứ còn cái mớ cũ mà ở lấy này cách 1 tuần là hết rồi mọi người, mình mới lấy ngày hôm qua thêm một mớ nữa đó. Thì anh em nào có nhu cầu thì cứ liên hệ, anh em thấy cái độ sáng của nó chưa, ở đây mình cầm lên không nổi cho nên mình để ở dưới thấp anh em xem luôn ha. Đấy, mình có thể đi di chuyển ra ngoài kia, di chuyển ra ngoài lộ nè cho anh em thấy nè, nếu mà treo nó thành đèn đường luôn ha, chứ không có cần đèn trong nhà nữa, nghĩa là mình treo như là đèn đường luôn, coi thử được không, sáng hơn đèn đường luôn anh em thấy chưa. Nó cũng chưa là cái lớn nhất nha, mình mới nhập về cái JD 500W còn dữ hơn nữa, và JD 1000W thì còn dữ hơn nữa đó. Này anh em thấy độ sáng của nó không, này cầm thấp tay thôi đấy, với cái đèn này anh em treo đâu cũng được đó nha, treo sân vườn ha, treo ở hành lang lan can trong nhà đâu cũng ok đó nha mọi người, quá sáng mà, đèn sáng thì treo đâu không được đấy, cái khoảng khuôn viên rộng cỡ nào cũng được luôn nha. Đấy, ok chưa, mỗi tay quá cầm đưa lên không được mọi người, có một tay cầm đưa lên không được cho nên anh em thông cảm đó, này phải có người cầm riêng mới được nha, chứ một mình một tay không đưa lên nổi, đưa lên nổi rồi để xuống liền chứ đưa nổi không lâu được. Đấy thôi chắc mình cũng kết thúc video ha, mình làm video này để giới thiệu lại cho anh em đèn JD 300W, những anh em mà hay điện thoại mình hỏi thăm này kia đó thì anh em những xem những video như thế này để biết được ánh sáng như thế nào và cấu hình như thế nào, và cái mức độ mà tin tưởng ở những cái khách hàng đi trước ha, rất là nhiều người mua cái này rồi quay lại mua nữa anh em, nghĩa là người ta rất là tin tưởng luôn, có nghĩa là đèn này mình thấy là cực kỳ là ok trong cái tầm giá 1.450.000 nha, đáng không tiền bát gạo nha anh em. Thôi mình kết thúc video ha, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo, những cái loại đèn tiếp theo ha. Đó, đèn rất là sáng nha anh em, không có có cái gì phải 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 lăn tăn hết nha, thấy chưa. Đấy, còn đèn CD thiết kế như thế nào, chắc chắn như thế nào, xịn như thế nào thì anh em cũng đã biết ở những cái đèn trước đây rồi ha. Đấy, thấy chưa? Đấy, cái vườn rau của mình đó bạn, rau của mình ha, rau đấy. Ok chưa, thấy vườn rau rất là xanh tốt ha. Thôi mình kết thúc video, hẹn gặp anh em ở những cái video sau nha. Đó, trái vàng kiển mình đó các bạn, sáng chưa, cực kỳ ha.